Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình nóng hôm nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi sữa đậu nành Number One Soya. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây. Nhiều hiệp hội kiến nghị giảm thuế VAT 2% thêm một năm. Việt Nam, Malaysia, trận cầu không khoan nhượng. Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh FFA vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn chính sách thuế giá trị gia tăng VAT 2% đến năm 2023 nhằm giúp doanh nghiệp tiếp tục phục hồi. Tương tự, Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam VBA cũng có công văn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính tiếp tục gia hạn chính sách giảm VAT 2% tới hết năm 2023 và có thể áp dụng đối với tất cả doanh nghiệp. Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị tương tự. Ngày 26 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã xác minh được người phụ nữ trong clip được cho là đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo. Người phụ nữ này thừa nhận hành vi bán hàng rong trên vỉa hè, cản trở giao thông. Bà cũng thừa nhận việc đổ nước uống vào lại cho khách sau uống. Tuy nhiên, bà phủ nhận việc đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo, nói rằng mình đã bán hết nên đổ vào nồi để dọn gánh mang về. Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lộc Thọ đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với bà này về hành vi sử dụng hè phố để kinh doanh dịch vụ ăn uống, gây cản trở giao thông. Trong ngày 26 tháng 12, bài viết Người dân có nên làm thủ tục cấp sổ hồng trước năm 2024 đăng tải trên báo điện tử plo.vn đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ bạn đọc. Bài viết nêu ra một điểm mới quan trọng của luật đất đai 2023 là sẽ bỏ quy định về khung giá đất. Theo đó, bảng giá đất sẽ được xây dựng sát với giá phổ biến thị trường. Hiện nay, dự thảo luật chưa quy định chi tiết về việc xây dựng bảng giá đất, nhưng với định hướng này thì bảng giá đất trong tương lai sẽ cao hơn bảng giá đất hiện hành. Theo các chuyên gia, người dân có nhu cầu nên thực hiện sớm các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận, cũng như chuyển mục đích sử dụng đất để có lợi. Ngày 26 tháng 12, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Như Phương, 31 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 5 năm tù về tội làm, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo cáo trạng, Phương đã tạo nhiều tài khoản Facebook và đăng tải nhiều thông tin, tài liệu, hình ảnh, file âm thanh sai sự thật, có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của đảng và nhà nước, kích động chống phá đảng, nhà nước, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các cá nhân, tổ chức. Ngày 26 tháng 12, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ hình sự 32 người để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Sới bạc này được hai người đàn ông biệt danh Đen và Út Hết cầm đầu. Nhóm này đã phát cây, tạo một khoảnh đất rộng chừng 10 mét hình tròn để làm sới gà, tổ chức đá ăn tiền. 14h30 ngày 25 tháng 12, hàng chục trinh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 bao vây bãi lâu sậy. Cảnh sát ập vào sòng bạc này, bắt 32 người đang sát phạt bằng hình thức đá gà ăn tiền, thu giữ 120 triệu đồng tiền mặt, gà đá cùng các tang vật liên quan. Phiên giao dịch ngày đầu tuần 26 tháng 12, dù vẫn nhận được lực đỡ từ việc mua ròng của khối ngoại, nhưng thị trường chứng khoán rớt điểm mạnh và mất luôn mốc 1.000 điểm, vốn được duy trì mong manh trong suốt hơn một tháng qua. Sàn chứng khoán rực lửa, đỏ sàn ngay khi mở cửa cho đến khi kết thúc phiên chiều. Nếu kết thúc phiên sáng, VN-Index còn giữ được mức 1.010 điểm, thì sang đến phiên chiều dưới sức ép bán tháo hàng của giới đầu tư, chỉ số này thủng luôn mốc 1.000 điểm. Kết phiên, VN-Index mất 35 điểm, rớt xuống 985 điểm. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng hấp dẫn vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn. Tiếp theo đây mời quý vị đến với chuyên mục nhận định. Kính thưa quý vị, tối nay 27 tháng 12, Việt Nam sẽ gặp Malaysia tại sân Mỹ Đình. Sau hai trận thắng liên tiếp trước Lào và Myanmar, giờ đây Malaysia muốn duy trì vị thế dẫn đầu bảng B bằng cách đánh bại Việt Nam. Với quyết tâm cao của đối thủ, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo phải chuẩn bị những gì để đối đầu với một Malaysia rất khác những giải đấu trước đây. Để tìm hiểu rõ hơn về cục diện trận đấu tối nay, chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia bóng đá Nguyễn Nguyên, trưởng ban thể thao Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào chuyên gia bóng đá Nguyễn Nguyên, cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, tối nay Việt Nam sẽ gặp Malaysia tại sân Mỹ Đình.
Đây dường như là một sân đấu rất khắc tinh của Malaysia khi họ luôn thua Việt Nam tại sân đấu này. Tuy nhiên trong đợt này thì huấn luyện viên Malaysia tuyên bố rằng là họ sẽ thắng Việt Nam để giành ngôi đầu bảng cũng như là phá vỡ lời nguyền. Vậy thì ông nghĩ rằng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có phải dè chừng đội Malaysia khi năm nay họ có một cái huấn luyện viên mới, có một đội hình rất là mới ạ? So với AFF Cup 2018 khi mà chúng ta đăng quang á, đến thời điểm này thì Malaysia đến sân Mỹ Đình họ thua chúng ta cả 3 trận. Hai trận ở AFF Cup 2018 và một cái trận vòng loại thứ hai World Cup 2022. Nhưng mà cả 3 trận đấu đấy là thời của huấn luyện viên Tan Chan Hue, huấn luyện viên người Malaysia. Và ông Tan Chan Hue thì đúng là cái tâm lý ông này khi mà cùng với các cầu thủ Malaysia khi mà bước ra gặp thầy trò ông Park thì họ yếu hẳn, tức là họ họ có cái một cái thái độ sợ sệt hẳn, có lẽ là do thua lặp đi lặp lại ở một cái giải đấu đấy. Bây giờ thì Malaysia hoàn toàn khác. Ông Kim Pan-gon là một huấn luyện viên người Hàn Quốc. Xét về thời điểm, xét về chức vụ, xét về cái quá trình thì rõ ràng là ông Kim Pan-gon được đánh giá cao hơn ông Park Hang-seo, tức là một huấn luyện viên mới hơn, tức thời hơn. Và gần nhất là ông ấy làm giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Mà giám đốc kỹ thuật ở Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc là cái người mà giữ cái quyền sinh sát quyết định rất là nhiều, họ chọn luôn cả huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia. Thì tôi cho rằng bóng đá Malaysia họ quyết tâm làm lại với một cái bản sao mà họ thấy bóng đá Việt Nam thành công với huấn luyện viên Park Hang-seo. Thì rõ ràng là cái thời gian ông ấy, từ khi ông ấy về với đội Malaysia thì ông ấy tạo ra được một cái dấu ấn rất là rõ nét, tức là thay đổi lối chơi, thay đổi về con người, thay đổi cả về tinh thần nữa. Đó, thì chính vì vậy mà ông ấy mạnh dạn. Thực sự thì tôi cho đây là chỉ là một cái cách tuyên bố để cầu thủ mà để đánh tan cái tâm lý yếu kém của thế hệ cầu thủ trước thôi, tức là tạo cho một cái thế hệ cầu thủ này một cái sự tự tin nhất định. Và rõ ràng họ có 2 chiến thắng, thì khi mà họ bước ra đây thì họ muốn duy trì cái điều đó và họ muốn đánh tan cái sự nghi ngờ của nơi chính bản thân các cầu thủ của họ. Bên cạnh đó phải thừa nhận rằng Malaysia giải này họ khác, cầu thủ họ thì không có kinh nghiệm bằng, nhưng họ lại có hàng loạt các cầu thủ nhập tịch và họ thi đấu với một cái sức rướn mới, lối chơi họ nhanh hơn, họ thực dụng hơn. Và cái điều mà quan trọng là khi mà họ đến đây á, thì là họ họ nuôi một cái niềm tin mạnh mẽ hơn. Đó, thì tôi cho rằng cái lời tuyên bố đó thì khiến chúng ta cũng cần phải dè chừng, bởi vì họ khác với trước đây rất là nhiều. Ngay cả các cầu thủ của chúng ta như Hoàng Đức, tiền vệ Hoàng Đức cũng nói rằng Malaysia có cái sự thay đổi nhiều. Họ đá bóng nhanh, họ có một huấn luyện viên giỏi, và cái quan trọng là họ có những cái cầu thủ nhập tịch, tức là những cái con người khá là mới so với những cầu thủ mà từng thua chúng ta. Thưa ông, thì trong trận đấu tối hôm nay thì cả Việt Nam và Malaysia đều muốn giành chiến thắng để Malaysia thì trở thành ngôi đầu bảng và Việt Nam thì có một cái lợi thế trước 2 trận đấu tiếp theo. Vậy thì thầy trò Park cần phải làm gì để có những lợi thế trước đối thủ này ạ? Xét về lịch thi đấu thì là bóng đá Việt Nam chúng ta đang có lợi thế đó. Bởi vì là chúng ta gặp những cái đối thủ lớn rồi, rồi chúng ta gút lại ở đối thủ yếu. Thì tức là để nếu mà cần chạy đua bàn thắng thì chúng ta vẫn có một cái lợi thế. Do đó tôi cho rằng đây là một cái trận đấu mà cả hai đều đá và đều nhìn sang bảng A. Thì cả ông Park lẫn ông Kim Pan-gon đều nghĩ rằng ở bảng A Thái Lan nhất bảng rồi. Tức là họ luôn luôn có cái suy nghĩ đó. Và ai cũng muốn rằng chúng ta không thể là làm kẻ thua cuộc. Bởi vì thua cuộc thì chúng ta bán kết gặp Thái Lan sớm thì nó sẽ có nhiều cái bất lợi. Đó, đấy là lý do mà ai cũng muốn thắng trong trận đấu này. Thắng thì sẽ có những cái lợi thế để có thể vươn lên cái vị trí đầu bảng và chắn những cái đối thủ mạnh ở bên kia. Với nhưng mà tôi thì tôi cho rằng với cái trận đấu này á, hòa Việt Nam vẫn có lợi thế. Nhưng mà bản thân các cầu thủ Việt Nam và ông Park Hang-seo cũng không muốn hòa. Chúng ta hòa trên sân nhà là gần như là vào cái vị thế của chúng ta nữa. Hòa thì là một cái điều mà thất bại và không được lòng mọi người và nó tạo ra được một cái tâm lý rất là khó chịu. Nhất là cái AFF Cup vừa rồi chúng ta, chính vì chúng ta hòa Indonesia mà chúng ta rớt xuống nhì bảng, chúng ta gặp Thái Lan và chúng ta bị trận đứng ở bán kết. Đấy là một cái trận đấu tôi cho là khó.
khó là bởi vì đây là cái cuộc, nó giống như cái cuộc đấu của hai người Hàn Quốc quá hiểu nhau. Rõ ràng họp báo, ngày hôm qua khi mà họp báo thì ông Park Seo nói khá là nhiều về ông Kim Pan-gon, tức là đánh giá rất là cao ông này. Và ông này cũng nói là ông rất là hiểu ông Park Seo, hiểu bóng đá Việt Nam và thậm chí là nói là có cách mà để xử lý các cầu thủ và bóng đá Việt Nam sân Mỹ Đình. Thì với những cái lời lẽ đó, với những cái quá trình đó và cái thời điểm như thế này thì tôi cho một trận đấu cực kỳ căng. Và chắc chắn là hai đội sẽ đá với tư tưởng là nếu không thắng được thì không để thua. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thời lượng chuyên mục nhận định đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc. Ôi, mức thắng, mức thắng! Number One Soya chai mới siêu cool. Sữa đậu nành Number One Soya đóng chai mới với đậu nành tự nhiên, siêu nhiều canxi cho xương siêu cứng. Number One Soya chai mới siêu cool, xương siêu cứng. Sữa đậu nành Number One Soya đóng chai mới, siêu nhiều canxi cho xương siêu cứng. Kính thưa quý vị, vừa qua báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc phản ánh về nhiều vấn đề trong đời sống. Trong chương mục hôm nay, xin được điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Mới đây, chúng tôi đã tiếp nhận đơn thư của bạn đọc Phan Văn Đức, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Huỳnh Kim Liên, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Hai, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, Dương Thị Hoàng, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Của, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, bạn đọc Quách Thị Do, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa phản ánh về việc chưa được bồi thường oan sai. Một nhóm người dân thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp phản ánh về việc một hộ gia đình lấn chiếm đất công. Chính hộ dân thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận phản ánh về việc bị thu hồi đất mà không được bồi thường hỗ trợ. Khi nhận những thông tin phản ánh, bộ phận tiếp nhận sẽ có đơn thư gửi cơ quan chức năng hoặc trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Thưa quý vị, chương trình nóng hôm nay ngày 27 tháng 12 năm 2022 của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh xin được tạm dừng tại đây. Chương trình được phát vào lúc 8 giờ mỗi ngày từ thứ Hai tới thứ Bảy hàng tuần trên plo.vn, đồng thời phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi sữa đậu nành Number One Soya. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.